Đức tuy không thấy mà còn tài tuy thấy đó nhưng mòn không hay. Đức thì được hưởng lâu dài, tài thì chỉ được hưởng xài ngắn mau. Người tu việc đức phải trao bằng câu niệm Phật, bằng bao việc lành tu làm lợi ích nhân sanh. Chớ không tu lối ngồi khoanh tay chờ, tu cần trừ tánh lu mờ mới là giúp kẻ khác nhờ sự tu. Phật thì muôn pha lớp ngu nên truyền dạy các pháp tu cho người.